Hiện tại mình đang ở quận nhất mọi người. Hồi xưa khu này rất là đông nè, người thấy không? Bây giờ rất là vắng luôn. Tại vì hôm nay mình đi buổi tối, tại vì có mấy bạn kêu mình đi buổi tối xem thử cái phố Bùi Viện cái buổi tối nó có khác hơn gì so với mọi lần không? Tại mình nghĩ là chắc nó sẽ khác đó, tại vì mình nghĩ là nó sẽ vắng đi, tại vì bây giờ đang trong cái mùa này thì chắc chắn là sẽ vắng rồi. Và theo yêu cầu của các bạn thì mình sẽ đi thử coi cái nó sẽ như thế nào, hay là buổi tối như thế nào. Giờ mình đang tới đường gì ta, gì đến gì à? Không biết đường gì nữa, nhưng mà đây nè mọi người, đây là phố Bùi Viện vậy. Hôm nay là gần tới Bùi Viện rồi nè. Vậy phố đi bộ mọi người, đây phố đi bộ đây mọi người. Thì đây cột cờ này mọi người thấy không? Đó, phố đi bộ bên kia. Bây giờ mình sẽ vòng qua bên phố đi bộ cho mình quay tí mọi người xem nha. Đây nè mọi người, đây là phố đi bộ Bùi Viện nha. Đi bộ phố đi phố gì ta? Phố đi bộ Nguyễn Huệ nè. Đó, hầu như rất là vắng, thì xung quanh thì có mấy bạn sinh viên thanh niên rồi ngồi đây chơi thôi. Thực ra nó cũng rất là vắng mọi người, nó không còn đông như hồi xưa nữa. Đó, mọi người thấy không, rất là vắng luôn. Để mình dừng lại mình quay một cái cho mọi người xem nè. Rất là vắng luôn mọi người. Còn là xe chạy qua thôi, nghĩa là các bạn chỉ đi xe máy thôi, chứ hầu như là các bạn không có kiểu như là không có gọi là đi bộ chơi ở đây nữa. Nó vắng đến là kinh khủng mọi người. Vắng kinh khủng luôn. Rất là vắng. Nên chỉ có khu ở đây, ở giữa đây nó đông hơn xíu. Mình dừng đây thử coi. Đây mọi người, ở đây thì nó đông hơn một xíu nè. Để mình chạy hết một vòng cho mọi người xem luôn nha. Khu quán ăn ở bên đường thì hầu như là dẹp hết mọi người. Đa số là dẹp hết mọi người thấy không? Rất là vắng luôn. Đa số đây thì đều phải mang khẩu trang hết. Hầu như là ai cũng mang khẩu trang hết. Để mình chạy hết một vòng để cho mọi người xem. Em biết gì mà đông không? Đây, đây là mấy cái tượng đài phun nước mọi người. Đây phun nước nè. Thì đây nó đông hơn xíu. Đa số mình thấy ai cũng mang khẩu trang hết, chứ còn có bảo vệ không? Không có cho dừng xe lâu quá. Thì mình tiếp tục mình đi hết một vòng cho mọi người xem luôn nha. Mình nghe còn Bùi Viện chắc nó còn vắng dữ nữa. Bùi Viện là cái khu mà để ăn uống thôi mà, không có đi lại chơi, nhưng mà ăn uống thì mình nghĩ chắc giờ cũng đóng cửa hết rồi. Để một tí nữa mà nếu mà mình có chạy qua, mình có chạy ngang Bùi Viện, mình sẽ ghé Bùi Viện mình quay thử cho mọi người xem.
nhưng mà ở đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ thì rất là vắng mọi người. Mọi người thấy không? Chỉ có xe thì thôi. Mà tất cả là vắng thì có bảo vệ hết rồi, phải không? Có bảo vệ hết. Chỗ ở đây chụp ảnh mà cũng chụp ảnh mà cũng phải đeo khẩu trang nữa. Nói chung là nó giờ nó vắng lắm, vắng so với hồi xưa rất là nhiều, cảm giác vậy luôn, vắng tanh luôn, hầu như là không có gì gọi là ai mà ăn uống gì, mấy quán sạch sửa rồi cũng vắng que luôn. Nè mọi người, mấy quán rồi sửa nước là dẹp hết rồi. Giờ đúng đây đúng rồi, cái gọi là cái lề đường luôn. Lề đường luôn nè, không có một ai, không có bàn ghế mà lấn chiếm lề đường luôn. Đó, rất là ngồi chơi rất là vui. Giờ mình sẽ chạy thử qua bên khu chạy thử qua bên khu bùi viện cho mọi người xem thử ha, coi như thế nào. Đó, không phải là hết rồi, hết phố đi bộ mọi người, còn dưới kia một xíu nữa là xong rồi, rất là vắng. Thì để mình chạy vòng qua thử phố đi phố bùi viện thử cái như thế nào. Đây mình đang chạy lên trên đường chợ chỗ chợ Bến Thành nè mọi người. Mình phải mình nói với là trời ơi nó vắng. Mọi người ơi, chợ Bến Thành. Thật sự nó cái con đường buổi tối bây giờ nó rất là vắng luôn mọi người. Vắng khủng khiếp luôn. Mình nhớ cách đây hồi đó cái này xưa nhớ con đường này là bán đồ dữ lắm nè. Đó. Bây giờ không còn bóng gì luôn, mình thấy không? Bây giờ để mình chạy lên bùi viện coi như thế nào. Đây mọi người, thì mình đang chạy trên đường bùi viện nè mọi người. Đó mọi người thấy không? Hai bên đường rất là vắng luôn. Để mình thử mình chạy vô trong thử người ta có cho mình chạy xe vô mọi người. Tại thường đây là phố đi bộ thì không cho chạy xe vô. Nói chung là mấy cái quán này đóng cửa hết rồi mọi người. Trời ơi. Đó. Xung quanh quán nè, hai bên đường. Gọi là vắng giống như vắng như chùa Bà Đanh luôn. Đường giống như là cái giống như là một cái đường mà bình thường thôi, vắng que luôn. Những cái quán ăn, những cái quán bia rồi thì thật sự giờ là nó không còn gì nữa mọi người thấy không, không còn luôn. Đó. Vắng. Nếu mà ai mà chưa đi bùi viện lần nào và nếu mà lần đợt này mà bước qua bùi viện thì sẽ không nhận ra bùi viện đâu mọi người. Đó. Hết được bùi viện. Chẳng có gì hết mọi người, rất là vắng. Thôi mình cũng chắc mình cũng xin kết thúc clip tại đây mọi người, tại vì bây giờ là hết rồi. Nếu mọi người có cái thử thách nào hay là có cái địa điểm nào mọi người muốn đến á, mọi người ngại đi thì mọi người hãy comment ở phía dưới video này, mình sẽ đi thử và mình sẽ quay cho mọi người xem. Đó mọi người, cuối đường Bùi Viện hết. Có chiếc xe mô tô vậy ngang rồi. Đường vắng que mọi người. Kết thúc rồi mọi người. Nói chung là cái mùa dịch này
Bên này mọi người nên hạn chế ra đường, đi đâu thì cũng nhớ mang khẩu trang giống như mình nè. Đó, giống mình mang khẩu trang rồi ha. Giờ mang để mình biết cái đường nào đường về đó chứ. Đây đây đây. Thứ hai là mọi người tránh tụ tập những nơi đông người, mọi người hạn chế. Xong cái đợt này thì mình đi chơi thoải mái rồi. Đang trong mùa dịch thì mình cứ ở nhà với gia đình, hoặc là mình đang ở đâu thì mình cứ ở đó, mình hạn chế đi tùm lum tùm la cho mọi người. Giờ chắc mình kiếm gì mình mua về mình ăn, thì mình chắc cũng mình cũng về luôn đó. Mình cũng phải mua đồ ăn, mình toàn là mua đồ ăn không à, mua mình về mình ăn chứ mình cũng không có ở lại quán ăn đâu mọi người. Thôi xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Nếu mọi người thấy clip này hay thì hãy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Mọi người thích muốn đi cái địa điểm nào thì hãy comment ở phía dưới video, mình sẽ đi thử và quay cho mọi người xem. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau.